Người niệm Phật chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chư vị nhất định phải biết điều này, là ra đi trong khi còn sống, không phải là chết rồi mới đi. Lúc lâm chung tôi không nói sắp chết, mà nói lúc sắp ra đi. Quý vị thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Đầu óc quý vị rất sáng suốt, tỉnh táo, chẳng thấy sai lầm. A-di-đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn ta. Quý vị nói rõ với người chung quanh, Phật đến đón tiếp tôi theo Phật ra đi. Chẳng phải là ra đi trong khi còn sống ư? Sau khi ra đi, chẳng cần đến xác thân nữa. Chư vị phải biết điều này. Ra đi trong khi còn sống, cho nên là thành tựu trong một đời này. Bản thân quý vị quyết định chẳng có cảm giác quý vị đã chết rồi sanh về bên kia, chẳng có chuyện ấy. Linh tánh của quý vị rời khỏi cơ thể này theo Phật cùng đến thế giới Cực Lạc, không phải là chết rồi mới đi. Đã chết thì làm sao có thể đi được? Chết rồi mới đi sẽ chẳng dễ dàng. Như vậy thì cũng phải rất có thiện căn. Đó là gì? Thân trung ấm đắc độ. Có những trường hợp như vậy nhưng rất ít. Trong hiện thời những năm qua, chúng ta đề xướng nghi thức tam thời hệ niệm pháp sự do Trung Phong Thiền Sư biên soạn rất có hiệu quả, nhằm độ trung ấm, âm dương đều lợi lạc. Những chúng sanh trong cõi U Minh có vãng sanh Cực Lạc hay không? Có, nhưng chẳng nhiều lắm. Đại đa số vãng sanh thiên đạo. Do nguyên nhân nào? Kẻ hiểu rõ thế giới Cực Lạc quá ít. Do vậy, những đồng tu thường nghe kinh biết nhiều về thế giới Cực Lạc. Chúng ta nghe kinh trong pháp hội này, tại đạo tràng này, không chỉ loài người chúng ta đang nghe, chúng ta chẳng thấy chư linh trong cõi U Minh số lượng đông hơn chúng ta chẳng biết bao nhiêu lần. Chư linh nghe kinh tốt lắm. Trong tam thời hệ niệm pháp sự, do họ thường đến nghe kinh, sẽ thật sự vãng sanh. Kẻ chẳng thường nghe kinh có ít cơ hội hơn. Chúng ta có thể lý giải suy nghĩ điều này. Kinh giáo Tịnh Độ chẳng thể không giảng. Bản thân chúng ta đọc kinh liễu giải, chính mình đắc độ. Chính mình liễu giải, mà nếu không giúp đỡ người khác, chẳng giới thiệu kinh này cho người khác, tức là có lỗi với chính mình, có lỗi với Phật, Bồ Tát, có lỗi với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật muốn phổ độ chúng sanh. Cớ sao quý vị chỉ độ chính mình, chẳng đói hoài kẻ khác? Chẳng tương ứng với bổn nguyện của A-di-đà Phật. Chúng ta muốn sanh về thế giới Cực Lạc, hy vọng mang theo một số chúng sanh cùng đi, A-di-đà Phật sẽ hoan hỷ. Vì thế, toàn tâm, toàn lực khuyên dạy hết thảy chúng sanh nhận thức Tịnh Độ.
phát nguyện cầu sanh tịnh độ.